thôi, em hết ca làm rồi mà bây giờ em phải về. Em không dám để con bé ở dưới đấy chơi một mình chị ạ. Vậy em về đi. Thế em về trước, chị trông bé chị nhá. Chị cảm ơn nhá. Dạ. Mẹ ơi, sao hết ca làm rồi mà mình vẫn còn chưa được về? Con ơi, chắc là bác bị mệt nên là vẫn đang ngủ. Bây giờ mình đợi bác dậy rồi mẹ con mình về nhá. Đến lúc đấy con phải về nhà bố rồi. Bông ngoan, lát nữa mẹ cho con đi ăn kem mà. Con không thích ăn kem đâu, con chỉ thích đi chơi công viên với mẹ thôi. Ở nhà với bố không cho đi chơi công viên đâu. Thôi được rồi, bây giờ mẹ sẽ gửi bông xuống chú bảo vệ. Lát nữa mẹ xong việc, mẹ gọi bố xin cho mẹ con mình đi công viên với nhau nhá. Vâng ạ. Ngoan lắm, đi nào. Anh dậy rồi ạ? Xin lỗi cô, hôm nay người mệt quá nên là tôi ngủ quên mất. Có gì đâu ạ, khách hàng mà ngủ được thì tức là khí huyết lưu thông tốt, chúng em phải vui chứ ạ. Mà hình như là tôi làm cô muộn giờ đưa con cô đi chơi đúng không? Không sao đâu ạ, tuần nào em cũng đón con về để đưa đi chơi mà. Thế con bé không ở với cô à? Dạ, em ly hôn rồi ạ. Xin lỗi cô nhé, tôi vô duyên quá. Không sao đâu ạ. Tôi về đây. Em chào anh. Lúc nãy em gọi cho anh à? Anh vừa bấm huyệt nên là không để ý điện thoại. Ôi, anh bấm huyệt thật mà. Chỗ cậu Hưng giới thiệu đây. Xong việc anh sẽ qua đón bố rồi ra thẳng nhà hàng luôn. Ờ thế nhá. Này, cái cơ sở massage bấm huyệt hôm nay anh đến ấy, có phải là lành mạnh không đấy? Không lành mạnh thì sao? Nếu em không tin nhá, hôm nào anh cho vợ đến đấy mà bấm sướng cực. Có đi không? Thế anh đỡ tí nào chưa? Đỡ chứ. Nhưng mà về nhà thì nó vẫn hơi nhói nhói. Nói tóm lại vật lý trị liệu kiểu này thì phải từ từ, không vội được đâu. Anh tìm cái gì đấy? Con tìm cái ví bố ạ. Từ hôm qua giờ không thấy đâu cả. Biết là để ở đâu. Ôi giời, chết rồi. Có khi con quên cái ví ở cái chỗ con chữa lưng à? Chị không nghe máy anh ạ. Chắc là đang có việc gì đột xuất. Em có số điện thoại của anh ở đây rồi. Thì nếu mà tí nữa chị ý nghe lại, em sẽ bảo chị ý chủ động gọi điện cho anh sau nhá. Nhưng mà... Anh thông cảm. Tại vì là hôm nay trung tâm của em có lịch cho nhân viên đi nghỉ mát mấy hôm, nên lát nữa sẽ đóng cửa. Sếp em bảo là chị Ly cứ cầm ví của anh về, rồi sau đấy chủ động gọi điện lại cho anh sau. Thế tôi cảm ơn nhá. Nhưng mà ở trong đấy toàn là giấy tờ quan trọng thôi, nên là phiền cô nhắn với Ly là liên hệ sớm lại với tôi nhé. Dạ vâng, anh cứ yên tâm ạ. Rồi, thế cảm ơn, tôi về đây. Em chào anh.